hiện nay trên thị trường có hàng trăm chủng loại và thương hiệu bánh trung thu đang bày bán khắp nơi. Trong đó có cả các loại bánh giả, bánh nhái trà trộn. Vậy làm thế nào để chọn được bánh trung thu đúng chất lượng, an toàn thực phẩm và tốt cho sức khỏe? Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin sau đây. Trước tiên, người tiêu dùng chỉ nên mua bánh trung thu ở các cơ sở có địa chỉ rõ ràng, nơi trưng bày bánh đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tốt nhất, bánh phải được bảo quản trong các cửa hàng có nhiệt độ thoáng mát. Bánh trung thu là một loại bánh tươi, thành ra chúng tôi xác định nó phải rất là tươi, mới và cái trạng thái bánh nó phải mềm mịn, nó có độ hòa quyện giữa vỏ bánh và nhân bánh. Làm sao mà lựa chọn một chiếc bánh thì an toàn? Tuy nhiên từ từ cái này kia là người ta lựa chọn những cái thương hiệu. Có thương hiệu như thế nào? Mà có quy trình sản xuất như thế nào? Do vậy, khi mua bánh, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thương hiệu, nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng bánh. Bao bì phải có in thành phần nguyên liệu, cách bảo quản, nên mua bánh gần với ngày sản xuất, không mua và sử dụng bánh có dấu hiệu hư hỏng,